Thưa quý vị, ngày nay căn bệnh ung thư đã trở thành mối lo ngại của toàn xã hội bởi tỷ lệ bệnh nhân mắc căn bệnh này ngày một tăng cao. Theo các chuyên gia y tế, căn bệnh này được hình thành do nhiều yếu tố, thứ nhất là do gen di truyền, môi trường sống hay do sức đề kháng và việc ăn uống hàng ngày với những thực phẩm thiếu lành mạnh tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh. Đây được xem là nguyên nhân mà nhiều người vướng phải nhất và cũng hay bỏ qua nhất. Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay xin được cung cấp đến quý vị 6 loại thực phẩm có khả năng gây bệnh ung thư cao. Các loại thịt được chế biến sẵn. Các loại thịt đã qua chế biến, tẩm ướp như xúc xích, thịt nguội, lạp xưởng, thịt bò khô, mực tẩm gia vị, thịt hun khói, tuy là những thực phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất, kích thích khẩu vị ăn ngon và tiện lợi khi sử dụng, nhưng nó lại có thể là nguyên nhân gây nên bệnh ung thư đại tràng, ung thư dạ dày và các loại ung thư khác. Vì trong các loại thịt này đều chứa những hợp chất có thể gây ung thư như N-nitroso, hydroxylic amin rất nguy hiểm. Do đó, bạn cần hạn chế ăn các loại thực phẩm này để làm giảm nguy cơ gây bệnh ung thư cho chính bản thân mình và các thành viên trong gia đình. Thực phẩm được nướng, chiên kỹ, hun khói. Các loại thực phẩm được làm chín bằng quy trình rán, nướng thường được rất nhiều người khoái khẩu vì hương vị thơm ngon đặc biệt của nó. Tuy nhiên, khi chúng được nướng, chiên kỹ ở nhiệt độ cao thì những chỗ tiếp xúc trực tiếp với lửa, dầu ăn, đặc biệt là dầu ăn được chiên đi, chiên lại nhiều lần sẽ phát sinh những chất amin dị vòng là nguyên nhân có khả năng cao gây nên bệnh ung thư. Mặt khác, khi bạn nướng những thực phẩm có chất béo như thịt, cá thì chất béo trong thực phẩm chảy xuống than lửa, bốc cháy, sinh ra một hợp chất gây ung thư khác là các hydrocarbon thơm đa vòng. Ngoài ra, thực phẩm hun khói như thịt xông khói, gan hun khói, cá hun khói cũng có chứa một lượng lớn benzobiren gây ung thư. Do đó, ăn nhiều các thực phẩm được nướng, chiên kỹ hay được hun khói sẽ là nguyên nhân gây nên các bệnh ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư thực quản, các bệnh ung thư vùng ruột kết và trực tràng. Vì vậy, đối với những thực phẩm này, bạn chỉ nên thưởng thức ở mức độ có hạn chế, không nên ăn nhiều. Thực phẩm bị mốc tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. Đối với những thực phẩm đã hết thời hạn sử dụng hay được bảo quản thiếu cẩn thận gây mốc như gạo, lúa mì, ngô, đậu sẽ sản xuất ra chất độc hại gây ung thư là ceftazotocin, aflatoxin. Do đó, bạn cần loại bỏ ngay. Đừng bao giờ suy nghĩ đơn giản rằng nấm mốc trong thực phẩm khi sơ chế sạch vẫn có thể dùng được trong khi chúng lại chứa đựng mầm mống gây nên các căn bệnh ung thư nguy hiểm. Do đó, trong quá trình bảo quản thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm khô, cần bảo quản đúng quy cách, hạn chế ẩm thấp để thực phẩm không bị nấm mốc quý vị nhé. Nước đun đi đun lại nhiều lần rất nguy hiểm. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, nước đun sôi sau 2 tiếng đồng hồ là đã bị vi khuẩn xâm nhập. Nên khi đun nước xong, chúng ta cần sử dụng ngay và tránh tình trạng đun đi đun lại nhiều lần. Bởi hoạt động này vô tình đã làm tăng hàm lượng nitrit trong nước. Khi bạn uống vào cơ thể, có thể tạo ra amin nitrit, cũng là thành phần gây nên bệnh ung thư rất nguy hiểm. Thực phẩm chứa nhiều muối. Muối là thực phẩm rất cần thiết cho sức khỏe con người, nếu sử dụng với một hàm lượng vừa phải theo quy định cho phép. Do đó, bạn cần có sự điều chỉnh hợp lý hàm lượng muối trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời tránh xa những thực phẩm chứa nhiều muối, được ướp muối bởi những người ăn mặn. Bởi ăn nhiều thực phẩm chứa muối ẩn chứa nguy cơ ung thư rất cao. Trái cây, rau xanh tẩm ướp hóa chất. Ngày nay, vì nhu cầu lợi nhuận mà các loại trái cây, rau xanh được tẩm ướp hóa chất với nồng độ cao để lưu giữ sự tươi ngon của nó. Chính vì vậy, trong quá trình chọn mua và sử dụng, các bạn cần tránh những loại trái cây, rau xanh này. Đặc biệt là khi chúng có xuất xứ không rõ nguồn gốc. Nhiều loại trái cây do tạm ướp hóa chất có thể bảo quản từ 6 đến 8 tháng vẫn tươi ngon lạ kỳ. Trong khi những loại hóa chất bảo quản này lại chứa đựng nguy cơ gây ung thư rất cao. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là 6 loại thực phẩm có khả năng gây ung thư mà chúng ta cần biết để phòng tránh. Nhưng có lẽ nhiều người xem sẽ thật bất ngờ vì chúng là những món ăn mà mình thường sử dụng hàng ngày mà không biết được tiềm ẩn trong vẻ ngoài tươi ngon là những nguy hại khó lường. Ăn uống là hoạt động cơ bản, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Hãy ăn uống khoa học, sao cho đủ chất, điều độ và lành mạnh để có thể đẩy lùi mọi bệnh tật. Góc nhìn đa chiều đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!